Thưa quý vị, xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, huyện Châu Thành đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tránh tái nghèo. Theo đó, hàng năm các xã thị trấn đều tiến hành kiểm tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phân tích nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh khó khăn của các nhóm đối tượng, đưa ra những giải pháp và chính sách hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác giảm nghèo, với hình thức và nội dung ngày càng phong phú nhằm nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại và phát huy ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân. Huyện Châu Thành thực hiện đồng bộ các chính sách về vay vốn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Các ngành đoàn thể và chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi. Từ những kiến thức được trang bị tại các lớp dạy nghề, tập huấn cùng với các nguồn vốn vay, nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai hiệu quả, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn dần ổn định cuộc sống, dần lên thoát nghèo.